Sau hàng điện tử, mỹ phẩm, đồ gia dụng, giờ đây ngay cả một động vật nuôi là chồn nhung cũng đang trở thành mặt hàng được loại hình kinh doanh đa cấp nhắm đến. Song có một thực tế là dù kinh doanh đa cấp mặt hàng gì đi chăng nữa, thì nhiều người khởi xướng chuỗi đa cấp sau một thời gian mở rộng hệ thống đều đã ôm tiền biến mất, để lại những thua thiệt cho rất nhiều người dân tham gia. Và câu chuyện kinh doanh đa cấp chồn nhung sau đây là một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo cho những người nhẹ dạ có giấc mơ làm giàu nhanh chóng qua mô hình kinh doanh đa cấp này. Con vật nhỏ bé và không nằm trong danh sách động vật quý hiếm này có giá bán tới 4 triệu đồng một cặp, cao gấp hơn chục lần so với giá bán ngoài thị trường, bởi nó là mặt hàng kinh doanh đa cấp của công ty V-Dream. Thế nhưng vẫn có nhiều hộ gia đình nông dân ở Thái Bình như thế này, bỏ ra nhiều chục triệu, thậm chí cả trăm triệu để mua về nuôi. Tất cả cũng chỉ bởi những lời hứa hẹn về mức sinh lời cao và trong vòng 2 năm, công ty V-Dream sẽ mua lại chồn con được sinh ra với giá từ 900.000 đến 1 triệu đồng một con. Không những thế, công ty này còn thu hút người mua qua cam kết, nếu mời được càng nhiều người tham gia thì càng nhận được nhiều tiền hoa hồng. Cháu làm cái này, vâng, thì chỉ được 7% trực tiếp. Vâng. Nhưng nếu khi mà cháu lại đi tiếp thị người khác thì là qua cái đường dây này chẳng hạn, thì là được, chú được 3% của người khác. Xong từ ngày nuôi đến nay, lợi nhuận thì chưa thấy đâu, còn chồn con đẻ ra cũng chẳng có người nào của công ty về thu mua. Mấy hôm nay, gia đình người nông dân này lại càng mất ăn, mất ngủ khi nghe tin giá chồn nhung được bán trên thị trường hiện chỉ có 300.000 đồng một cặp, tức là chỉ bằng 1/13 so với giá mà họ đã mua của công ty. Chung quy cái chỗ này là 10 tấn thóc, à đúng rồi, 50 triệu. Dù thừa nhận mình như đã bị lừa, nhưng gia đình này vẫn mong gỡ gạc lại số tiền đã bỏ ra nên đã đề nghị không nêu tên trong phóng sự này. Lần theo địa chỉ ghi trên hợp đồng, nhóm phóng viên đã tìm đến công ty V-Dream tại số 299 Cầu Giấy, Hà Nội. Nhưng đây là những gì còn lại của công ty. Một người đã từng dọn vệ sinh tại đây cho biết công ty đã chuyển sang trụ sở mới 195 đội cấn. Nhưng khi phóng viên tìm tới thì cả một dãy nhà 195 như thế này không có một tấm biển hiệu nào mang tên công ty V-Dream. Tiền thì đã bỏ ra, còn công ty đa cấp lại biến mất. Vậy quyền lợi của người nông dân sẽ được giải quyết như thế nào? Đây là nguyên tắc tự nguyện tự thỏa thuận. Anh tham gia vào cái mô hình này mà khi anh thấy lợi ích nó không rõ ràng mà anh cứ lao vào ấy. Thế thì đến lúc anh kiện ra thì phải nói là ra tòa án thì cứ căn cứ vào hợp đồng thỏa thuận mà ký thôi. Thì rất là bất lợi cho người dân. Cũng theo luật sư, hợp đồng còn có sự nhập nhằng giữa tên công ty đại diện và tên trên con dấu. Cũng không nêu rõ trách nhiệm của công ty là phải thu mua chồn theo như giá cam kết. Các hộ gia đình cho biết hiện họ đang tìm cách để bán giống hoặc cung cấp thịt cho các nhà hàng. Song theo tìm hiểu của phóng viên, rất hiếm nhà hàng tiêu thụ thịt chồn nhung, có chăng chỉ núp dưới cái tên cầy gấu. Như vậy có thể thấy đầu ra cho chồn nhung hiện không ổn định, song chỉ vì những lời hứa hẹn kiếm lời nhanh chóng của các đối tượng kinh doanh đa cấp mà còn rất nhiều gia đình ở các tỉnh khác như Nam Định, Hòa Bình, Vĩnh Phúc và thậm chí cả ở Hà Nội đã đổ tiền mua chồn nhung về nuôi. Để đến lúc này, tiền đã bốc hơi mà chồn thì không biết giải quyết như thế nào. Ngay sau khi câu chuyện kinh doanh đa cấp chồn nhung được Đài Truyền hình Việt Nam phản ánh trong các bản tin những ngày gần đây, Cục Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có văn bản gửi Đài Truyền hình Việt Nam cho biết năm 2006 chồn nhung được nhập khẩu giống vào Việt Nam từ Trung Quốc. Đây là loại động vật chưa có trong danh mục giống nuôi được phép sản xuất và kinh doanh tại Việt Nam nên đang được nuôi khảo nghiệm. Cho đến nay, Cục Chăn nuôi cho biết vẫn chưa có kết quả nuôi khảo nghiệm, vì vậy chưa có căn cứ đánh giá lợi ích và tác hại của chồn nhung. Vì thế, trước tình hình nuôi ngày càng phổ biến, Cục Chăn nuôi đã có văn bản đề nghị các sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tuyên truyền cho người dân hiểu việc tự phát nuôi chồn nhung tiềm ẩn nhiều rủi ro, đồng thời chỉ đạo các ban ngành liên quan tăng cường kiểm soát, hạn chế hoạt động nuôi tự phát này.